Tình yêu Messi và Antonella bắt nguồn từ trò chơi PlayStation. Trò chơi PlayStation có thể khiến cho người ta bỏ cơm bỏ việc để ngồi cày game cả ngày. Nhưng với Messi, trò chơi đó tạo nên định mệnh mang tên Antonella Roccudo. Gia đình Antonella Roccudo khác cơ bản. Antonella sinh ngày 26 tháng 2 năm 1988 tại Rosario. Cô là con thứ hai trong gia đình có ba chị em gái. Ba chị cả Paula của Antonella theo ngành luật, còn cô em út Paula theo ngành y dược. Bà nội và bố của Antonella đều kinh doanh siêu thị. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô có thời gian ngắn theo học ngành quan hệ cộng đồng. Chuyện bắt đầu từ một lần Messi đến nhà cậu bạn thân Lucas Caglia để chơi PlayStation. Đang chơi bình thường giống như bao lần, bọn Messi để thua liên tiếp vài quả. Nhưng việc đó không làm Messi bận tâm bởi ngay lập tức. Lý do hiện ra khi Messi hỏi Scaglia, ai kia, thì ra có một cô bé xinh xắn tiến vào làm cho Messi ngơ ngẩn. Scaglia giới thiệu, con nhóc đó hả, đây là Antonella, em họ mình. Lần gặp gỡ định mệnh ấy diễn ra vào năm 1996. Messi 9 tuổi còn Antonella 8 tuổi. Từ đó, Messi đặc biệt chăm tới nhà Scaglia chơi vào mỗi dịp cuối tuần. Tại sao lại như thế thì quá rõ ràng, Antonella đều sang nhà Scaglia chơi. Đến mức huấn luyện viên Enrique Dominguez của đội trẻ Newell's Old Boys cũng phát hiện ra sự thay đổi trong Messi. Có lần đá xong, các cầu thủ nhí khác ai cũng đi thay đồ như thường, riêng Messi cứ thấp thỏm không yên. Messi sớm cảm mến cô em Antonella khi còn đang là một cậu học sinh. Messi cũng sớm viết vào nhật ký về giấc mơ một ngày nào đó Antonella sẽ trở thành người thương của mình. Còn Antonella ngày ấy vẫn vô tư. Năm 2000, họ mỗi người một nơi do Messi bắt đầu sang Tây Ban Nha ăn tập trong lò đào tạo của Barca. Một ngày trong năm 2004, Messi về thăm quê. Đúng hôm Antonella được nghỉ học, họ tình cờ gặp lại nhau trên phố. Tình yêu được ươm mầm ngày xưa nảy nở. Năm 2005, bạn bè của cả hai đã râm ran bàn tán chuyện họ hẹn hò. Nhưng phải sang năm 2007, Antonella mới thừa nhận theo kiểu khiến tất cả cảm thấy đáp án này sai sai với luận điệu mình đang tìm hiểu Messi. Năm 2008, họ lần đầu tiên cùng xuất hiện trong một bức ảnh. Ngày 15 tháng 1 năm 2009, Messi úp mở, tôi đã có bạn gái và cô ấy là người Argentina. Những diễn biến sau đó, nhất là sự chào đời của bé Thiago, đều đã được công khai. Tình của Messi vẫn cú mẹ chồng hụt. Siêu mẫu Macarena Lemus cho tới lúc này vẫn chưa hết tức giận và cay đắng bởi lẽ ra, cô phải là vợ chủ nhân 7 quả bóng vàng chứ không phải Antonella. Nói với báo chí, Macarena khẳng định chính cô, chứ không phải Antonella, mới là tình đầu của Messi. Người đẹp tóc vàng này tự nhận cô đã khiến trái tim Messi bắt đầu biết rung động thực sự hồi anh 18 tuổi, còn cô 14 tuổi. Còn trước đó, tình cảm giữa Messi và Antonella chỉ là kiểu mắt biết mà thôi. Macarena tiết lộ nếu trước kia cô không bị mẹ của Messi dọa ném cả chảo vào mặt, thì có lẽ bây giờ người đang nâng khăn sửa túi cho Messi là cô chứ không phải Antonella. Tiếc cho Macarena vì cô không thể vượt ải, chém tướng để trở thành vợ một trong những siêu sao hàng đầu thế giới hiện nay. Gia đình Messi và Antonella không ưa nhau. Ít ai biết rằng, bố mẹ đẻ và bố mẹ vợ Messi chẳng ưa nhau. Ấy thế mà vì tình yêu giữa con gái và Lionel Messi, ông bà nhạc đành phải để cho hai đứa trẻ nên duyên. Năm 2017, bà Celia gây chú ý trong đám cưới của Messi khi mặc váy trắng giống cô dâu Antonella. Tại Argentina, chỉ có cô dâu được mặc váy trắng trong ngày cưới, và bất kỳ ai mặc tương tự đều bị coi là sự xúc phạm nặng nề tới chủ nhân bữa tiệc. Nhưng ít ai biết, bà Celia mặc thế là bởi hôm cưới Messi, hai gia đình tổ chức ở hai tầng riêng tại khu tổ hợp khách sạn cao cấp tại Rosario. Cách làm cả bà Celia một phần cũng để giúp đỡ con trai và con dâu.